Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với đồng chí Bùi Quang Quy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 và 10 năm thực hiện kết luận số 80 của Bộ Chính trị. Cùng dự có lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 và 10 năm thực hiện kết luận số 80 của Bộ Chính trị, tình hình thanh niên trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực về chính trị, đạo đức, lối sống. Vai trò ý thức trách nhiệm của thanh niên trong gia đình xã hội ngày được thể hiện rõ. Các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thanh niên. Các cấp bộ đoàn luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chất lượng các phong trào hành động thiết thực, chú trọng củng cố xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh. Tuy nhiên, qua thực hiện nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị, vẫn còn một số hạn chế khó khăn nhất định được rút kết bài học kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục. Trong giai đoạn tiếp theo, Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động để thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ, thu hút nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến, nâng cao chất lượng lao động và giải quyết việc làm. Tăng cường chỉ đạo thực hiện luật thanh niên, định hướng dư luận cho thanh niên qua mạng viễn thông, internet, mạng xã hội lành mạnh. Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 308.000 thanh niên, chiếm hơn 24% dân số, trong đó đoàn viên là khoảng 89.000 người, đoàn viên là đảng viên trên 12.000 người. Trong thời gian qua, hệ thống tổ chức đoàn và thanh niên toàn thành phố đã thực hiện 1.082 công trình, hơn 22.000 phần việc với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng.